Uric, U. Quý vị và các bạn có thể thấy vườn chim Vũ Văn Thao thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội xin gửi tới tất cả quý vị hâm mộ con chim cu gáy về những cái khoảnh khắc và những tiếng chim. Ok. Đây. Quý vị có thể thấy đây là đậu trên tay nhưng vẫn gãy. Ok, đang đậu trên tay nhá. Đấy đi. Đó, đậu trên tay vẫn gãy. Đó là những con chim mà chỉ có số 1. Đó. Ok. Sang tay. Sang tay, ok. Cái đi. Đó. 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 Bộ như tay vẫn ngáy nhá. Đó. Số điện thoại của bên mình là liên hệ là 0163 5305 982 0989 177 982. Dục đi em. Ok, dục đi. Đó, đây là bộ trên tay vẫn ngáy bình thường. Đó. Đó. Bộ trên tay vẫn ngáy bình thường. Bên mình thì chủ yếu thế mạnh là chim giống giọng âm rất là tốt, chủ yếu là giọng thổ. Đấy. Còn những chim khách thì cũng có một cơ số là cũng chơi rất là hay, đặc biệt là toàn chim chim đẹp, chim Bắc Bộ. Ngáy đi con. Ngáy đi. Ngáy đi. Cu. Nào lên tay nào. Lên tay. Ok, tốt rồi. Đây là những con chim mà rất là thuần, sờ thoải mái. Đó, các bạn có thể thấy.
Rất là thuần đúng không ạ? Đấy, đấy, đấy. Lên tay này, lên chân bình thường. Ok. Đây, chia tay. Đó. Đấy. Chia tay bình thường. Đấy. Gáy đi, gáy đi. Đấy, vào gáy gáy luôn. Đấy, đây, đây, đây. Đấy. Ok. Ok, gáy đi. Gáy đi. Gáy đi. Gáy đi. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Gáy đi. Đấy. Gáy đi. Đúng rồi, tốt rồi. Nghe lời. Ok. Đấy. Ôi, sang cầu đi. Sang cầu, đấy. À, quý vị có mọi chi tiết xin liên hệ 0163 530582, mình ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ok, đây em này rất là thuần.
cho con đa đa này nó ăn cái mối này. Đây là một em đa đa rất là thuần à, thức ăn này để uống này. Ừ. Ếch đâu đấy mà ếch. Máy ấp trứng chim cu. Quý vị các bạn có thể thấy đây là một trại chim có khuôn viên rất là đẹp. Đó, tiếng gà rừng ấy. Đó là những khoảnh khắc quê hương mà các bạn nhìn thấy xa xa là có nhân viên chăm sóc trồng rau nuôi gà chăm sóc chim. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó là mô hình của Thao Ba Vì. Thao chim cu gáy. À, một lần nữa xin chia sẻ một chút về cuộc sống của Thao là một vợ hai con. Xin gửi đến thông tin cá nhân một chút để các bác trên mọi miền Tổ quốc cũng biết là mình sống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và hiện cuộc sống của mình là có một gia đình hạnh phúc, một vợ hai con. Vợ mình thì làm bên công an, con thì một gái một trai. Và cuộc sống thì cũng khá là ổn. Mình có một cái đam mê là con chim cu gáy.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những khoảnh khắc video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt. Chúc sức khỏe, chúc thành công, chúc mọi sự may mắn đến tất cả quý vị các bạn quan tâm đến kênh Chim Cô Gái Hay của Vũ Văn Thao Bao Vì. Xin thân ái, chào tạm biệt.